Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Thái Tục TV. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một lớp học chữ Thái. Mời các bạn theo dõi video của mình. Đây là thầy giáo nhá. Con xin chào thầy nhá. Đấy, thầy giáo rất là trẻ. Thầy giáo của chữ Thái. Trước khi vào lớp thì các bạn học viên sẽ đứng lên chào thầy giáo và hát một bài bằng tiếng Thái để vào lớp. Thầy giáo sẽ đọc và để cho các bạn đọc theo bài học hôm nay. Cái mặt tay cơ,
cái sự bạn bè đó đó phải một đó này là khỏi xe đánh vần từng tua mà bạn phải xem bà sẽ đánh vần chữ Thái nhé các bạn. Nó bay mà là tô cốt này là hô đó khá tô mai cầm cơn cũng chắc là đó khá tô à tô mọ chẳng đó khá tô khó mà sẽ là đó là cấp chắc là mọ chắc là tô khó là khắp là bài khắp mở đó mở ban là chữ là nơi cấp cấp cầm mò mò nè cầm là các tô san thì mà ư là câu bỏ xe đó là các tô à mai ca cỡ này mai ca cỡ này chắc họ tôi do này chắc họ tôi so này là mai ca do so là san đấy là cầm sai sai này mai ca mới là tôi này là tôi nó là tôi này tôi bo là gan nó bo là khỏi bán đấy tôi này là không muốn cứ nó cả tôi cái chính nó cùng cả tôi nhò mà là tôi nhà mà cả mấy cả sắp nhò phải nhà cứ cả tôi là lương thì mất đây sau là cái cao một bán cả chú tôi là không đó càng chừng thì ở nó hát câu là câu hát lại đó cả khăn tô mai cơ thì cơ chẳng hát tô ngọ chẳng hát đồ lò đã mai cơ ngọ hồ lò là lưng đấy của bác đâu mà cầm cầm mò kho lẻ khắm ca nọ ca gió so sa lưng ca nọ bò hỏi bán ca sân nhó lẻ nha đã cơn ngô lo lưng cấm xài bán nhà lưng thì anh thì còn có chi mà cấm xài mương nhà xấu là câu mai câu tôi nỉ là tôi mai câu tôi nỉ là tôi lòm là mai câu chắc hết tôi lòm thì chắc hết tôi so chắc hỏi xấu đấy nó là phải không là đó tôi mai câu thì là thôi đấy là tôi mai câu thì cớ cả cái này tôi so nếu hỏi tôi mai câu thì mới để mất tính là lòm so hỏi xấu đấy thế là mở bát là không từ nào còn cần chứ từ khay bị ná là và tôi đã xếp làm thả máu là vẫn chưa có thể cho mà ô chị chi chi khỏi phòng tém xong rồi là đấy mở bát cái chữ này nữa.